Ngày thứ hai, thái tử đi đến cửa hướng nam, thấy một ông già lom khom, đầu tóc bạc phơ, chống gậy đi, cảm thấy rất kỳ quái, bèn hỏi người tùy tùng: "Đây là người như thế nào?" Tùy tùng đáp: "Khi con người về già thì như vậy, chẳng đi chẳng thuận tiện." Thái tử nghe được tâm rất buồn phiền, cảm thấy già cũng là khổ, bèn quay trở về hoàng cung. Ngày thứ ba, thái tử đi đến cửa hướng tây, thấy một người bệnh nằm ở trên đất, rên la không ngừng, kêu khổ thảm thiết, rất là bi ai. Thái tử nghe được tiếng kỳ diệu, bèn hỏi tùy tùng: "Người này như thế nào?" Tùy tùng đáp: "Người này bị bệnh sắp chết, cho nên đau khổ rơi lệ." Thái tử nghe được, sinh tâm thương xót buồn bã, bèn trở về hoàng cung, cảm thấy bệnh cũng là khổ. Ngày thứ tư, thái tử đi đến cửa hướng bắc, phát hiện có một người nằm ngủ ở trên đường, làm trở ngại giao thông, bèn hỏi tùy tùng: "Người đó như thế nào?" Tùy tùng đáp: "Người đó đã chết rồi." Thái tử không biết chết là gì, lại hỏi: "Chết là gì?" Tùy tùng đáp: "Vì con người có bệnh trị không khỏi, cho nên hết hơi thở thì chết." Thái tử cảm thấy chết cũng là khổ. 4 ngày đi dạo khiến cho thái tử cảm thấy con người có 4 cái khổ lớn: sinh già bệnh chết. Làm thế nào có thể giải thoát được? Nghĩ tới nghĩ lui, không biết cách nào để giải thoát được nên buồn bã vô cùng. Một ngày nọ, thái tử tĩnh tọa dưới cây đại thọ ở trong vườn hoa của hoàng cung, bỗng có một người xuất gia, người trời hiện ra ở trước mặt thái tử, bèn nói với thái tử: "Nếu muốn liễu sinh thoát tử thì chỉ có xuất gia tu đạo, bằng không không cách chi giải thoát." Thái tử nghe rồi bèn khởi lên ý niệm xuất gia. Vào đêm mùng 8 tháng 2, lúc đó vừa 19 tuổi, cưỡi ngựa vừa thành, vào núi tuyết xuống tóc xuất gia tu đạo. Đi khắp nơi tìm thiện tri thức mất thời gian hết 5 năm mà không được gì, vì thiện tri thức đương thời đều là ngoại đạo, chẳng biết được pháp 12 nhân duyên. Thái tử lại phát nguyện muốn tu khổ hạnh cầu giải thoát, mỗi ngày ngài chỉ ăn một hạt mè, trở thành ốm yếu như cây củi. Trải qua thời gian 6 năm như vậy, cũng chẳng đắc được phương pháp giải thoát, để quyết tâm bỏ pháp môn khổ hạnh, đến dưới cội cây bồ đề, ngồi trên tòa kim cang phát đại thệ nguyện rằng: "Nếu tôi không thành Phật, thà chết, quyết không rời khỏi chỗ này." Do đó không ăn không uống, ngồi ở dưới gốc cây, tư duy 49 ngày. Vào đêm mùng 8 tháng 12, lúc đó đã 30 tuổi, thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ban đầu thành chánh giác tại điện phủ Quang Minh, nhập vào tam muội sát na tế chư Phật, dùng nhất thiết trí tự thần thông lực, hiện thân Như Lai, thanh tịnh vô ngại, không chỗ y chỉ, không có phàn duyên, trụ samatha, tịch tĩnh cùng cực, đủ đại oai đức, không có nhiễm trước hay khiến cho người thấy đều được khai ngộ, tùy nghi xuất hiện không thất thời, luôn trụ vào một tướng, đó là vô tướng. Ban đầu thành chánh giác tức là thành Phật. Phật là tiếng Phạn, dịch là giác, tức là giác ngộ. Phàm phu thì không giác, dù có thông minh như thế nào cũng không thể giác ngộ. Tại sao? Vì ngày ngày điên đảo, không tranh giành thì cũng tranh lợi. Trên giành lợi, bạn tranh tôi đoạt, hồ đồ một đời, còn không tự giác. Thật là đáng thương. Hàng nhị thừa là tự giác, giác ngộ đời người là khổ. Tuy tự mình giác ngộ rồi, nhưng không giác ngộ kẻ khác. Hàng nhị thừa tức là thanh văn và duyên giác. Các ngài dứt trừ được phần đoạn sinh tử mà biến dịch sinh tử chưa dứt trừ được. Thế nào là phần đoạn sinh tử? Tức là một phần một đoạn, bạn có phần của bạn, tôi có phần của tôi. Bạn có hình đoạn của bạn, tôi có hình đoạn của tôi. Mỗi người đều có một phần một đoạn, nhưng chẳng phải là vĩnh cửu mà là tạm thời. Đây là sinh tử ở trong ba cõi. Thế nào là biến dịch sinh tử? Tức là biến hóa, thay đổi, niệm niệm sinh, niệm niệm diệt, vọng tưởng lung tung. Một niệm diệt thì chết rồi, một niệm sinh thì sống lại. Đây là sinh tử ngoài tam giới. Cũng có thể nói phần đoạn sinh tử là sinh tử của nhục thân, biến dịch sinh tử là sinh tử của tinh thần, hoặc là nói sinh tử sinh lý và tâm lý. Bồ Tát thì giác tha, không những mình đã giác ngộ rồi, cũng khiến cho tất cả chúng sinh được giác ngộ. Đây là tư tưởng đại từ đại bi của Bồ Tát, nhưng chưa đạt đến bậc giác mãn. Khi Bồ Tát đến được bậc bát địa thì mới dứt trừ được biến dịch sinh tử. Thập địa Bồ Tát vẫn còn chút phần vô minh hoặc chưa phá. Khi đến được bậc đẳng giác vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá. Nếu phá được thì sẽ chứng được bậc diệu giác, tức là thành Phật. Phật thì tự giác cũng tròn, giác tha cũng tròn, giác hạnh tròn đầy. Do đó ba giác tròn và đức đầy nên gọi là Phật.
Ý nghĩa ban đầu Thầy Chánh Giác chỉ lược nói để tham khảo. Tại điện Phổ Quang Minh, sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong phẩm thập địa ở điện Mani Bảo Tạng tại cung trời Tha Hóa Tự Tại, lại trở về nhân gian tại điện Phổ Quang Minh lần thứ hai tuyên nói pháp thập định. Điện Phổ Quang Minh ở hướng đông nam Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 3 dặm tại khúc sông. Tương truyền khi Long Vương của con sông đó thấy Phật ban đầu Thành Chánh Giác ngồi lộ thiên dưới cội Bồ Đề, cho nên dùng bảy báu tạo điện cho Đức Phật. Phật trụ ở trong điện này nói pháp môn Phổ Quang, huệ quang chiếu khắp thế gian, cho nên gọi là điện Phổ Quang Minh. Lúc đó Phật ngồi ở trong điện Phổ Quang Minh có 10 thứ cảnh giới, nói sơ lược dưới đây. Một, nhập vào tam muội sát na tế trừ Phật. Chữ nhập ở đây nghĩa là chứng đắc vốn không xuất không nhập, có gì có thể nhập, chẳng qua đây là mình thể nghiệm đến cảnh giới. Sát na là thời gian ngắn nhất, còn ngắn hơn một giây. Trong một sát na có 90 niệm, mỗi niệm có 900 lần sinh diệt, tức 900 lần sinh tử. Đây là biến dịch sinh tử của Bồ Tát. Phật là người đã khai mở ngũ nhãn lục thông mới biết cảnh giới này. Nhập vào sát na tế, tức là nhập vào chỗ chẳng có bờ mé, đã tận hư không khắp pháp giới. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, Phật Phật đạo đồng, bạn như vậy, tôi như vậy, thường thường như vậy, chẳng có gì khác biệt. Vị Phật này tức là vị Phật kia tức là vị Phật này. Giữa Phật với Phật chẳng có phân biệt đó đây. Do đó, mười phương chư Phật cùng chung một pháp thân, đều là một. Đến được trình độ này, thì chẳng còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Tam muội trừ Phật, nghĩa là nói tam muội của một vị Phật, tức là tam muội của tất cả vị Phật đều có. Tam muội của tất cả vị Phật đều có, tức là tam muội của một vị Phật. Do đó, một tam muội tức là tất cả tam muội, tất cả tam muội tức là một tam muội. Tam muội dịch là chánh định khác với tà định. Tà định là gì? Tức là định chẳng chánh đáng, là tà định của ngoại đạo, là cuồng huệ của ngoại đạo. Tuy nhiên ngoại đạo cũng có trí huệ, nhưng chẳng chân chánh, dễ nhập vào đường tà. Pháp của ngoại đạo giảng đều là tà tri, tà kiến. Vừa nghe xong cảm thấy như có đạo lý, nhưng chẳng rốt ráo. Về căn bản là sai, sai chỗ nào? Sai chỗ không thể đoạn dục khử ái, vẫn chấp trước về ái dục, cho nên là pháp nhiễm ô, nên đọa vào trong luân hồi, không thể tiểu sinh thoát tử. Chánh định là gì? Tức là định chánh đáng, định thanh tịnh, là vua trong định. Chư Phật Bồ Tát mới có chánh định này, những người khác đều chẳng có chánh định này. Định của ngoại đạo là trái đạo mà chạy theo, ngoài tâm cầu pháp, càng truy cầu thì liền nhà càng xa thì càng cầu, kết quả cầu vào trong ba đường ác. Hai, dùng nhất thiết trí tự thần thông lực hiện thân Như Lai. Phật dùng nhất thiết trí tự động phát ra thần thông lực, cũng là sức thiên nhiên mà hiện thân Như Lai. Do đó, thần ngoại hữu thân giai hóa tướng, niệm linh vô niệm tức Bồ Đề. Phật ở trong định hiện vô lượng thân đến khắp cùng mười phương thế giới để giáo hóa chúng sinh. Ba, thành tịnh vô ngại. Tại sao Phật có sức thần thông này? Vì thân tâm của Phật đều thanh tịnh nên không có chướng ngại, nhận vận tự tại biến hóa vô cùng. Thanh tịnh là gì? Nói đơn giản là chẳng có pháp ô nhiễm. Pháp ô nhiễm là gì? Tức là pháp tình dục của nam nữ, nếu đoạn dục khử ái được thì tất cả đều thanh tịnh không nhiễm. Bốn, không chỗ ý chỉ, không có phàn duyên. Thân tâm thanh tịnh rồi thì độc lập tồn tại, tự lực cánh sinh, không ỷ lại bất cứ người nào, lại không có tâm phàn duyên. Tại sao? Vì chẳng có ái dục, cho nên không tự tìm khổ não, do đó thành tâm quả dục. Chuyên tâm tham thiền đả tọa, tụ kinh trì chú, tu tất cả pháp, hành tất cả pháp. Đây là pháp môn không hai. Nằm trụ Samatha, tịch tĩnh cùng cực. Hay tu hành như thế thì trụ tại Samatha, dịch là trì, nơi tịch tĩnh cùng cực, tức cũng là tu tập pháp môn trì quán, trì ngừng, là ngừng tất cả điều ác, quán là quán tất cả điều thiện. Khi công phu đến nơi tịch tĩnh, tức là cảnh giới biết việc ít thì phiền não ít, đến nơi vô cầu thì hết lo. 6. Đủ đại oai đức. Tại sao chẳng có ưu sầu? Vì đầy đủ tất cả đại oai đức. Do đó, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỳ thần khâm. Khi đạo đạt đến tối cao thượng nhất thì rồng cũng khoanh mình lại, hổ cũng nằm xuống. Tại sao? Bị đạo hàng phục. Khi đức đạt đến tối tôn trọng thì quỷ cũng kính ngưỡng, thần cũng không phục. Tại sao? Vì có đại oai đức. 7. Không chỗ nhiễm trước. Có đại oai đức rồi thì đối với tất cả
đều chẳng có nhiễm trước, cũng chẳng chấp vào danh, cũng chẳng chấp vào lợi, nhìn thấu hút tất cả đều là vô thường, khổ, không vô ngã. Quán như vậy thì tâm sẽ thanh tịnh, chẳng còn tư tưởng ô nhiễm. 8. Hay khiến người thấy, thầy đều khai ngộ. Phật khiến cho tất cả chúng sinh, phàm là người thấy được Ngài, đều lập tức khai ngộ. Các vị ai muốn thấy Phật khai ngộ, thì điều kiện đầu tiên phải quét sạch rác rến trong tâm, chẳng còn chút bụi bặm nào. Khi đến được cảnh giới này thì trong quán tâm, tâm chẳng có tâm, ngoài quán hình, hình chẳng có hình, xa quán vật, vật chẳng có vật, mới có hy vọng thấy Phật khai ngộ, bằng không thì miễn bàn, không có hy vọng. Tồn tại hy vọng đó là si tâm vọng tưởng, vĩnh viễn không thể thành sự thật. 9. Tùy nghi xuất hưng không thất thời. Phật tùy thuận cơ duyên của tất cả chúng sinh mà xuất hiện ra đời. Lúc nào phải hàng sinh thì lúc đó hàng sinh, không thất thời. Chúng sinh cần pháp gì thì Phật nói pháp đó, do đó phương tiện khéo léo, khiến cho tất cả chúng sinh tại tâm mãn nguyện, sinh tâm cung kính đối với Phật, hộ trì đạo tràng, làm Phật sự, cúng dường Phật, gần gũi Phật. 10. Luôn trụ một tướng, đó là vô tướng. Phật thường trụ một tướng, gì là một tướng? Tức là nói về vô tướng. Vô tướng tức là chẳng chấp trước vào tướng. Tướng từ vọng tâm sinh, chẳng chấp thì không, nên gọi là thật tướng. Thật tướng tức là tướng tâm thể thanh tịnh, không tướng để lấy, không tướng để thấy. Với các vị đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ hội, thầy đều nhập vào bậc quán đảnh, đủ Bồ Tát hạnh, đồng với pháp giới vô lượng vô biên, đắc được tam muội. Thế khắp các Bồ Tát đại bi an ổn tất cả chúng sinh, thần thông tự tại đồng với Như Lai, trí huệ thâm nhập, diễn nghĩa chân thật, đủ nhất thiết trí hàng phục được các ma. Tùy vào thế gian mà tâm thường tịch tĩnh, trụ nơi vô trụ giải thoát của Bồ Tát. Phật Thích Ca Mâu Ni và các đại Bồ Tát đồng nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại với nhau, tu Bồ Tát hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, viên mãn lục độ vạn hạnh, mới đủ tư cách làm đại Bồ Tát, tức cũng là đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm là tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một pháp nào chẳng bao quát. Này đưa ra 10 cõi Phật, biểu thị ý nghĩa trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Cho nên pháp trong kinh Hoa Nghiêm nói đều dùng 10 để làm đại biểu, như thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, thập định, thập thông, thập nhẫn, vân vân. Bồ Tát là nửa chữ Phạn, đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoà dịch là hữu tình, tức là giác hữu tình. Giác là giác ngộ, hữu tình là chúng sinh. Phàm là động vật có máu, có khí, có tri giác, có cảm tình, đều là hữu tình chúng sinh. Vô tình chúng sinh là đất, gỗ, ngói đá, vân vân. Bồ Tát hay giác ngộ hết thảy hữu tình chúng sinh. Những người được Ngài giáo hóa đều được giác ngộ, tức cũng là trở về nguồn cội, khôi phục lại thanh tịnh, lại có thể nói là hữu tình giác. Bồ Tát là một vị giác ngộ ở trong chúng ta chúng sinh. Tâm của Bồ Tát thì từ bi, chỉ biết có chúng sinh, chẳng biết có chính mình. Ngài hay nhẫn nhục, hay chịu thiệt thòi, hay bố thí, hay cứu khổ, tu hành pháp môn lục độ vạn hạnh. Lục độ tức là bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Vạn hạnh tức là hạnh môn vô lượng vô biên, dùng từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng và bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự bốn pháp nhiếp để làm đại biểu. Tóm lại, Bồ Tát thì lợi ích chúng sinh, chỉ muốn tốt cho chúng sinh, dù có vào dầu sôi lửa bỏng cũng không tử nan, cam tâm tình nguyện đi làm. Đây tức là tinh thần hy sinh tiểu ngã mà hoàn thành đại ngã. Này giải thích sơ lược về đục độ như sau. Một, bố thí mọi người không thể xả mà bạn xả được, do đó đại hỷ đại xả tế hàm thức. Hàm thức tức là chúng sinh xả bỏ rồi tuyệt đối không hối hận. Tư tưởng của Bồ Tát chỉ sợ chúng sinh khốn khổ, không sợ mình khốn khổ. Bồ Tát xả bỏ được cái mà người khác không xả bỏ được, nhẫn được điều mà người khác không nhẫn được, nhường được điều mà người khác không nhường được, thọ được cái mà người khác không thọ được. Ai có thể làm được trình độ này thì người đó là Bồ Tát. Bồ Tát lại có thể bên ngoài thì xả bỏ đất nước vợ con, bên trong thì xả bỏ đầu mắt tủy não. Ai làm được trình độ này thì người đó là Đại Bồ Tát. 2. Trì giới. Bồ Tát trì giới rất là tinh nghiêm, không dám giải đãi, cước đạp thật địa trì giới, cho đến ý niệm giết hại cũng không sinh khởi. Này dùng câu chuyện tỳ kheo Tào Hệ để nói rõ sự trì giới tinh nghiêm. Trước kia có 5-6 vị tỳ kheo đi đến nơi khác để hoằng pháp, đi ngang qua núi rừng gặp bọn cướp, cướp đi mất tất cả hành trang và y phục, lại sợ các vị tỳ kheo đi báo vua
nên muốn giết các vị tỳ kheo để bịt miệng, để khỏi đi báo vua. Song trong đó có một tên cướp hiểu pháp tỳ kheo, bèn đề nghị rằng không nên giết họ, chỉ cần dùng tảo hệ trói tay chân họ lại thôi. Các vị đó vì giữ giới không làm thương hại đến cỏ cây, cho nên không thể hoạt động, nên không thể đi báo vua. Mọi người đồng ý phương pháp này, bèn trói các vị tỳ kheo lại trên cỏ. Lúc đó vào lúc giữa trưa, 5-6 vị tỳ kheo đó vì giữ giới luật đứng nắng giữa trưa mà không hoạt động, đến tối lại bị muỗi cắn, hàng ngàn con muỗi đến hút máu trên thân các vị tỳ kheo. Các vị đó càng nhẫn nhịn đau thương, đứng trong cỏ ở trên núi cúng dường cho muỗi. Tại sao vị tỳ kheo không làm thương hại đến sinh mạng chúng sinh vô tình, hà huống là hữu tình chúng sinh, càng không làm thương hại đến, cho nên muỗi được cơ hội ăn một bữa no nê. Lúc đó có một vị tỳ kheo già bèn nói với đại chúng rằng: chúng ta phải biết nhân quả, vì chúng ta ở trong quá khứ đã từng sát hại chúng sinh, làm tổn hại vật, cho nên hôm nay phải thọ quả báo này mới tiêu trừ hết nghiệp chướng trong quá khứ. Những vị tỳ kheo trẻ nghe rồi cho rằng có đạo lý, nên nhẫn nại, lại nhẫn nại, nhẫn nại đến ngày sáng sớm ngày thứ hai thì vẫn đứng bất động ở đó. Bấy giờ ông vua đi vào núi săn bắn, phát hiện các vị tỳ kheo lõa thể đứng bất động ở đó, ở xa nghi là cầm thú, đến gần xem là người, hiểu lầm rằng lõa thể ngoại đạo đang thu khẩu hạnh, đến gần trước mặt xem mới biết là tỳ kheo, bèn hỏi: các vị làm gì ở đây, tại sao không mặc y phục, có phải bị thần kinh không? Vị tỳ kheo già bèn thuật lại việc gặp bọn trộm cướp, nói rõ cho ông vua nghe, lại nói rõ nguyên nhân tại sao đứng bất động. Các vị tỳ kheo thả chết cũng không phá giới, các vị phải chú ý trọng điểm tu hành là tại chỗ này, qua được cửa ải này sẽ là cảnh giới liễu ám hoa mai lại nhất thôn. Ông vua nghe rồi rất là hoan hỉ, bèn nói: đất nước của tôi còn có những vị đại đức cao tăng như thế này, do đó bèn đích thân đến mở trói cho những vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo mới được tự do. Ông vua nói với họ rằng: từ nay về sau tôi phát tâm cúng dường các ngài, bèn sai người mang đến những tấm y mới để cúng dường. Các vị tỳ kheo vì mọi người diễn nói chân thật nghĩa của Phật pháp, do đó có thể chứng minh giữ giới luật trọng yếu như thế nào. Ba, nhẫn nhục, tức là nhẫn đến lúc không thể nhẫn vẫn phải nhẫn. Nhẫn mới có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Ai ai cũng nhẫn được như thế thì đến đâu cũng khó có thể tìm thị phi. Cổ đức có nói rằng: nhẫn tức nhẫn, nhiều tức nhiều, chứ nhẫn trên chữ tầm một cái dao. Khi nhẫn thì giống như dao cắt trong tim, tuy đau đớn cũng phải nhẫn. Do đó, nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tịnh, nghĩa là nhẫn một chút, gió yên sóng lặng, việc thiên hạ bất hạnh đều do không nhẫn được mà phát sinh. Tục ngữ có nói: chịu nhẫn một thời, khỏi buồn trăm ngày. Đó là nói về kinh nghiệm tôi có thể làm bảo giám. Bốn, tinh tấn, tức là không lười biếng, không giải đãi. Chúng ta người tu hành, mỗi người nhất định phải tụng niệm 42 thủ nhãn, sớm tối tụng một biếm chú Lăng Nghiêm chú Đại Bi. Tụng càng nhiều thì càng có cảm ứng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Những bài chú khác đều có linh nghiệm như nhau, thử rồi sẽ biết. Người tu hành tinh tấn càng tinh tấn, công đáo tự nhiên thành, đến lúc lưu hòa thuần thanh thì sẽ chứng được giải thoát. Lúc đó thoát khỏi ba cõi, đến được cõi thường tịch quang tịnh độ. Năm, thiền định, tức là tĩnh lự, tức cũng là ngồi thiền nhập định. Thiền định giống như khai thác mỏ vàng, phải nỗ lực tìm cầu không ngừng, phải dụng công khai quật quạng mỏ, đến thời sẽ đắc được châu báu vô giá, minh tâm kiến tánh, trí huệ quang minh, tận hư không khắp pháp giới, chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Sáu, bát nhã, tức là trí huệ, trong tự tánh của mỗi người đều có đại trí huệ, giống như chư Phật, không hai không khác, song mọi người đều không biết. Giống như ở dưới đất đều có vàng, không cách chi tìm cầu. Nếu muốn khai mở mỏ vàng thì trước hết học cách khai mở mỏ vàng, bằng không thì giống như mỏ kim đáy biển, vĩnh viễn tìm không được mỏ vàng ở dưới đất. Đại Bồ Tát đồng nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các ngài đều chứng được bậc quán đảnh. Thế nào là bậc quán đảnh? Khi Bồ Tát làm pháp vương tử thì được 10 phương chư Phật duỗi cánh tay phải giở đầu, dùng nước cam lồ trí huệ quán đảnh cho ngài. Thọ nghi thức quán đảnh rồi thì tương lai sẽ làm Phật, tức cũng là hậu bổ Phật vị. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở nội viện cung trời Đâu Xuất, chờ đợi thời gian đến sẽ từ cung trời Đâu Xuất hàng sinh xuống thế giới Ta Bà thành Phật, giáo hóa chúng sinh,
để khổ được vui. Hiện tại có những ngoại đạo nói lời bịa đặt mê hoặc mọi người. Họ nói Phật Di Lặc sắp hàng sinh, đến khai đại hội Long Hoa, độ các bạn thăng thiên hưởng thọ khoái lạc vĩnh viễn. Người không minh bạch Phật pháp nghe rồi tin cho là thật. Tại sao họ nói hồ đồ, lừa gạt tín đồ như vậy? Nói một câu đơn giản, đó là kiếm tiền, khiến cho tín chúng cúng dường. Tiền tài đến nhiều thì họ mượn cơ hội để hưởng thụ. Bất hạnh thay, có rất nhiều người ngu si, bị mê tín làm hại nên hết tiền, nhưng họ thì giàu. Các vị phải nhận rõ ràng, đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Phật giáo nói, ngày Đức Phật Di Lặc ra đời tính như thế này. Hiện tại là kiếp giảm, thọ mạng của con người khoảng 70 tuổi. Mỗi 100 năm thì giảm 1 tuổi, giảm xuống còn 10 tuổi thì ngừng. Sau đó, mỗi 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi, thân cao thêm 1 tấc, tăng đến 84.000 tuổi thì ngừng. Sau đó, mỗi 100 năm giảm xuống 1 tuổi, thân giảm xuống 1 tấc, giảm xuống khoảng 8 vạn tuổi, thì lúc bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc mới thị hiện ra đời. Thời gian 50 năm ở nhân gian của chúng ta là một ngày một đêm trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Bất quá chỉ 24 tiếng mà thôi. Cõi trời Đao Lợi là 12 tiếng, cõi trời Dạ Ma là 6 tiếng, cõi trời Đâu Xuất là 3 tiếng. Tính toán như vậy ở tại nhân gian cảm thấy rất dài, nhưng ở cõi trời Đâu Xuất bất quá chỉ 60 mấy năm thời gian mà thôi. Những vị Đại Bồ Tát đó đều đầy đủ Bồ Tát hạnh. Thế nào là Bồ Tát hạnh? Nói đơn giản, đó là ở đâu cũng làm lợi ích cho chúng sinh, lúc nào cũng giáo hóa chúng sinh. Thứ Bồ Tát hạnh này vô lượng vô biên giống như pháp giới, do đó tận hư không biến pháp giới. Đắc được tam muội, thấy khan các Bồ Tát dùng tâm đại bi để an ổn tất cả chúng sinh, có thần thông tự tại diệu dụng giống như tự tại của chư Phật, có trí huệ rộng lớn, có thể vào sâu tất cả tạng kinh, dễ nói được nghĩa lý chân thật, lại đầy đủ nhất thiết trí huệ hàng phục được tất cả các ma, phá hủy tất cả tà thuyết của thiên ma ngoại đạo. Tuy nhiên Bồ Tát thường vào thế gian hiện thân thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh, nhưng chẳng tham vui năm dục của thế gian, tâm thường tịch tĩnh. Do đó, đồng lưu bất hợp ô, Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp, bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự để độ tất cả chúng sinh, trụ tại vô trụ giải thoát của Bồ Tát, tức cũng là đắc được tam muội giải thoát, vào định giải thoát. Bồ Tát có tâm đại từ đại bi, thấy chúng sinh đang thọ khổ thọ nạn, giống như chính mình đang thọ khổ thọ nạn, cho nên đào giá từ thuyền, từ thường tịch quang tịnh độ đến thế giới Ta Bà cứu bà chúng sinh thoát khỏi biển khổ, chính mình chịu cực chịu khổ, không một lời than thở như lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng sinh độ tận mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống thể không thành Phật. Đây tức là tinh thần của Bồ Tát. Danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Kim Cang Huệ, Bồ Tát Vô Đẳng Huệ, Bồ Tát Nghĩa Ngữ Huệ, Bồ Tát Tối Thắng Huệ, Bồ Tát Thường Xả Huệ, Bồ Tát Na Già Huệ, Bồ Tát Thành Tựu Huệ, Bồ Tát Điều Thuận Huệ, Bồ Tát Đại Lực Huệ, Bồ Tát Nan Từ Huệ, Bồ Tát Vô Ngại Huệ, Bồ Tát Tăng Thượng Huệ, Bồ Tát Phổ Cúng Huệ, Bồ Tát Như Lý Huệ, Bồ Tát Thiện Xảo Huệ, Bồ Tát Pháp Tự Tại Huệ, Bồ Tát Pháp Huệ, Bồ Tát Tịch Tĩnh Huệ, Bồ Tát Hư Không Huệ, Bồ Tát Nhất Tướng Huệ, Bồ Tát Thiện Huệ, Bồ Tát Như Huyễn Huệ, Bồ Tát Quảng Đại Huệ, Bồ Tát Thế Lực Huệ, Bồ Tát Thế Gian Huệ, Bồ Tát Phật Địa Huệ, Bồ Tát Chân Thật Huệ, Bồ Tát Tôn Thắng Huệ, Bồ Tát Trí Quang Huệ, Bồ Tát Vô Biên Huệ. Trong các đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, cử ra 100 vị Bồ Tát làm đại biểu. Trước hết nói 30 vị đại Bồ Tát mang danh hiệu chữ Huệ. Một Bồ Tát Kim Cang Huệ. Kim Cang đầy đủ có ba nghĩa: kiên minh lợi, kiên là kiên cố, chẳng bị tất cả thiên ma ngoại đạo phá hoại được. Minh là quang minh, trí huệ quang minh, như kim cang quang minh. Lợi là sắc bén, có thể chặt đứt tất cả phiền não, vô minh, vọng tưởng, sinh ra trí huệ rất lớn. Vị Bồ Tát này đầy đủ ba thứ công dụng và sức lực kiên minh lợi này. Hai Bồ Tát Vô Đẳng Huệ. Đẳng nghĩa là so sánh. Trí huệ của vị Bồ Tát này tối cao tối thượng đặc biệt nhất, bất cứ Bồ Tát nào cũng không thể so sánh với ngài. Ba Bồ Tát Nghĩa Ngữ Huệ, lời lẽ của vị Bồ Tát này nói ra đều hợp với nghĩa lý, tức cũng là chánh tri chánh kiến, mỗi cử chỉ hành động lời nói việc làm đều thích hợp. Đáng nói thì nói, không đáng nói thì không nói, tuyệt đối không nói những lời vô nghĩa, trừ khi không nói, khi nói thì nhất định đúng đắn. 4. Bồ Tát Tối Thắng Huệ,
Trí huệ của vị Bồ Tát này tối thủ thắng, chẳng phải trí huệ thế tục có thể so sánh được. Nam Bồ Tát thường xả huệ, vị Bồ Tát này có tâm từ bi, cho nên thường hành bố thí xả được tất cả vật chất và tất cả tinh thần, xả cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh thọ được lợi ích, cải ác hướng thiện. Xong đáng xả thì xả, không đáng xả thì không xả. 6. Bồ Tát Na Già Huệ. Na Già dịch là rồng hoặc voi, long hoặc tượng. Ở trong nước, sức lực của rồng rất lớn nhất. Ở trên mặt đất, sức lực của voi lớn nhất. Vị Bồ Tát này thường ở trong định, phát ra trí huệ quang minh. Do đó, Na Già thường tại định, chẳng lúc nào không định. 7. Bồ Tát Thành Tựu Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài hay thành tựu tất cả nguyện lực của chúng sinh, hay trợ giúp tất cả chúng sinh thành tựu việc thiện mà họ hy vọng ưa thích, chứ chẳng phải là việc ác, do đó có cầu tất ứng. 8. Bồ Tát Điều Thuận Huệ. Vị Bồ Tát này, Ngài hay điều thuận chúng sinh càng cường. Phàm là chúng sinh khó điều, khó phục, đều bị điều thuận mà phát tâm Bồ Đề, tức cũng là trên cầu Phật Đạo, dưới độ chúng sinh. 9. Bồ Tát Đại Lược Huệ. Vị Bồ Tát này, sức trí huệ của Ngài rất lớn, không thể sánh được, hay hàng phục được tất cả tà trí tà kiến của thiền mà ngoại đạo. 10. Bồ Tát Nàng Tử Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu có thể suy lường luận nghị được, đã đạt đến cảnh giới diệu không thể tả. 11. Bồ Tát Vô Ngại Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài chẳng có chướng ngại, bất cứ cảnh giới gì cũng không chướng ngại được. 12. Bồ Tát Tăng Thượng Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài ngày càng tăng lên, ngày càng cao sâu, ngày càng tăng trưởng, chẳng có lúc nào ngừng. 13. Bồ Tát Phổ Cúng Huệ. Vị Bồ Tát này dùng trí huệ quang của Ngài cúng dường khắp mười phương ba đời tất cả chư Phật. 14. Bồ Tát Như Lý Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài đều dùng hợp tình hợp lý, tâm nhập nghĩa lý. 15. Bồ Tát Thiện Xảo Huệ. Vị Bồ Tát này, Ngài khéo dùng pháp môn phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng sinh đi trên con đường Bồ Đề. Chúng sinh giống như người mất phương hướng, không biết đi lối nào về nhà, do đó mà Bồ Tát dẫn dắt họ. 16. Bồ Tát Pháp Tự Tại Huệ. Vị Bồ Tát này khi Ngài thuyết pháp thì rất là tự tại. Tại sao? Vì có đại trí huệ đắc được cảnh giới bốn vô ngại biện, tất cả chúng sinh nghe pháp lập tức minh bạch chân lý Phật pháp. 17. Bồ Tát Pháp Huệ. Vị Bồ Tát này Ngài đầy đủ trí huệ bát nhã, pháp nói ra đều viên dung vô ngại, khiến cho chúng sinh nghe pháp khởi ngộ. 18. Bồ Tát Tịch Tĩnh Huệ. Vị Bồ Tát này khéo về tịch tĩnh, ở trong định hay sinh ra đủ thứ đại trí đại huệ. 19. Bồ Tát Xứ Không Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài giống như hư không, chẳng có gì mà không bao quát hết. 20. Bồ Tát Nhất Tướng Huệ. Vị Bồ Tát này thường là vô tướng, tùy vô tướng nhưng vô sở bất tướng. 21. Bồ Tát Thiện Huệ. Vị Bồ Tát này khéo học bát nhã, khéo nói bát nhã, có đại trí huệ này. 22. Bồ Tát Như Huyễn Huệ. Vị Bồ Tát này thường thường nhập tam muội như huyễn, ở trong định đắc được trí huệ. 23. Bồ Tát Quảng Đại Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài rộng lớn vô biên không cùng tận. 24. Bồ Tát Thế Lực Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài có đại thế lực, có đại oai đức, phá được tà luận của thiên ma ngoại đạo. 25. Bồ Tát Thế Gian Huệ. Vị Bồ Tát này Ngài đầy đủ hết thảy trí huệ thế gian, cũng đầy đủ hết thảy trí huệ xuất thế gian. 26. Bồ Tát Phật Địa Huệ. Vị Bồ Tát này Ngài đầy đủ trí huệ của Phật Địa, tức cũng là đại viên cảnh trí. 27. Bồ Tát Chân Thật Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài chân thật không hư, trải qua sự rèn luyện mà thành, chẳng có hư ngụy. 28. Bồ Tát Tôn Thắng Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài tối tôn quý, tối thủ thắng nên xưng là đệ nhất. 29. Bồ Tát Chính Quang Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ quang của Ngài chiếu khắp hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới, khiến cho họ được giải thoát. 30. Bồ Tát Vô Biên Huệ. Vị Bồ Tát này trí huệ của Ngài chẳng có bờ mé, có thể nói là tận hư không khắp pháp giới. Ở trên là danh hiệu của 30 vị Bồ Tát đồng danh hiệu chữ huệ, biểu thị ý nghĩa thuần đức. Ở dưới là 70 vị Bồ Tát phân biệt làm danh hiệu, biểu thị ý nghĩa tạp đức. Bồ Tát Niệm Trang Nghiêm, Bồ Tát Đạt Không Tế, Bồ Tát Tánh Trang Nghiêm, Bồ Tát Thậm Thâm Cảnh, Bồ Tát Thiện Giải Xứ Phi Xứ, Bồ Tát Đại Quang Minh, Bồ Tát Thường Quang Minh, Bồ Tát Liễu Phật Chủng, Bồ Tát Tâm Vương, Bồ Tát Nhất Hạnh, Bồ Tát Thường Hiện Thần Thông, Bồ Tát Trí Huệ Nhạ, Bồ Tát Công Đức Xứ, Bồ Tát Pháp Đăng, Bồ Tát Chiếu Thế, Bồ Tát Trì Thế, Bồ Tát Tối An Ổn, Bồ Tát Tối Thượng, Bồ Tát Vô Thượng,
Bồ Tát Vô Tỷ, Bồ Tát Siêu Đân, Bồ Tát Vô Ngại Hạnh, Bồ Tát Quang Minh Diệm, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Nhất Trần, Bồ Tát Kiên Cố Hạnh, Bồ Tát Chú Pháp Vũ, Bồ Tát Tối Thắng Tràng, Bồ Tát Phổ Trang Nghiêm, Bồ Tát Trí Nhãn, Bồ Tát Pháp Nhãn, Bồ Tát Huệ Vân, Bồ Tát Tổng Trì Vương, Bồ Tát Vô Trụ Nguyện, Bồ Tát Trí Đạo, Bồ Tát Tâm Vương, Bồ Tát Nội Giác Huệ, Bồ Tát Trụ Phật Trí, Bồ Tát Đà La Ni Dũng Điện Lực, Bồ Tát Trì Địa Lực, Bồ Tát Diệu Nguyệt, Bồ Tát Tu Di Đỉnh, Bồ Tát Bảo Đỉnh, Bồ Tát Phổ Quang Chiếu, Bồ Tát Oai Đức Vương, Bồ Tát Trí Huệ Luân, Bồ Tát Đại Oai Đức, Bồ Tát Đại Long Tướng, Bồ Tát Chất Trực Hạnh, Bồ Tát Bất Thối Truyền, Bồ Tát Trí Pháp Tràng, Bồ Tát Vô Vọng Thất, Bồ Tát Nhiếp Trừ Thú, Bồ Tát Bất Tư Nghỉ Quyết Định Huệ, Bồ Tát Du Hí Vô Biên Trí, Bồ Tát Vô Tận Diệu Pháp Tạng, Bồ Tát Trí Nhật, Bồ Tát Pháp Nhật, Bồ Tát Trí Tạng, Bồ Tát Trí Trạch, Bồ Tát Phổ Kiến, Bồ Tát Bất Không Kiến, Bồ Tát Kim Cang Dũng, Bồ Tát Kim Cang Trí, Bồ Tát Kim Cang Diệm, Bồ Tát Kim Cang Huệ, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Phật Nhật, Bồ Tát Trì Phật, Kim Cang Bí Mật Nghĩa, Bồ Tát Phổ Nhãn Cảnh Giới Trí Trang Nghiêm. 31. Bồ Tát Niệm Trang Nghiêm. Khi ngài niệm kinh tụng chú rất là trang nghiêm, long trọng tuyệt đối không phóng dật. 32. Bồ Tát Đạt Không Tế. Ngài thông đạt đạo lý không tế, cho nên chẳng có tất cả sự chướng ngại. 33. Bồ Tát Tánh Trang Nghiêm. Tự tánh của ngài không những thanh tịnh mà còn trang nghiêm. 34. Bồ Tát Thậm Thâm Cảnh. Ngài có cảnh giới thâm sâu, tức cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 35. Bồ Tát Thiện Giải Xứ Phi Xứ. Ngài khéo thấu hiểu tất cả các pháp, pháp nào nên tu, pháp nào không nên tu. 36. Bồ Tát Đại Quang Minh. Ngài thường phóng Đại Quang Minh chiếu khắp pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về giác. 37. Bồ Tát Thường Quang Minh. Ngài thường phóng ra trí huệ quang minh chẳng lúc nào ngừng. 38. Bồ Tát Liễu Phật Chủng. Ngài thấu rõ chủng tánh của Phật, tức cũng là tánh diệu giác, diệu cực, giác mãn. 39. Bồ Tát Tâm Vương. Đức hạnh của ngài đồng như Tâm Vương, có tác dụng lãnh đạo. 40. Bồ Tát Nhất Hạnh. Lời nói việc làm của ngài là một, do đó nói ra thì làm, tuyệt đối không nói dối mà chẳng đi thực hành. 41. Bồ Tát Thường Hiện Thần Thông. Ngài thường hiện hiện thần thông. Tại sao? Vì dùng thần thông để thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. 42. Bồ Tát Trí Huệ Nhạn. Trí huệ của ngài giống như giống mầm, ngày càng tăng trưởng. 43. Bồ Tát Công Đức Xứ. Công đức của ngài làm đều quy túc xứ. 44. Bồ Tát Pháp Đăng. Pháp Đăng của ngài rất sáng vô cùng, hay chiếu tất cả tâm chúng sinh để diệt trừ vô minh. 45. Bồ Tát Chiếu Thế. Trí huệ quang của ngài rất sung túc, hay chiếu chúng sinh thế gian có căn lành, khiến cho tăng trưởng. Chúng sinh chẳng có căn lành thì khiến cho họ gieo trồng. 46. Bồ Tát Trì Thế. Ngài có sức đại thần thông hay giữ gìn thế giới chẳng có sự động đất, lâu dài không thể hủy diệt. 47. Bồ Tát Tối An Ổn. Ngài hay khiến cho thế gian tối an ổn mà chẳng có tai hại, khiến cho tất cả chúng sinh đều được an lạc. 48. Bồ Tát Tối Thượng. Quả vị của ngài tối cao, đã đạt đến bậc đẳng giác. 49. Bồ Tát Vô Thượng. Quả vị của ngài sắp đạt đến quả vị diệu giác, tức cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. 50. Bồ Tát Vô Tỷ. Trí huệ của ngài đạt đến cực điểm không gì sánh bằng. 51. Bồ Tát Siêu Luân. Ngài là Bồ Tát siêu quần tuyệt luân. 52. Bồ Tát Vô Ngại Hạnh. Công phu ngài tu hành đã đến trình độ chẳng còn chướng ngại nữa, được nhậm vận tự tại. 53. Bồ Tát Quang Minh Diệm. Quang minh của ngài giống như lửa ngọn chiếu khắp tất cả mọi nơi. 54. Bồ Tát Nguyệt Quang. Quang minh của ngài giống như ánh sáng mặt trăng chiếu khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tâm thanh tịnh chẳng có nhiệt phiền não. 55. Bồ Tát Nhất Trần. Ngài rất thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, vạn tư lự đều không. 56. Bồ Tát Kiên Cố Hạnh. Hạnh nguyện của ngài rất là kiên cố, bất cứ gặp khó khăn gì cũng đều không thối chuyển. Hiện tại hai vị Tam Bộ Nhất Bái, hàng thật và hàng triều, phát đại nguyện kiên cố hạnh, bất cứ khốn khổ gian nan như thế nào nhất định cũng phải thành công. 57. Bồ Tát Chú Pháp Vũ. Ngài đổ xuống mưa pháp lớn để đệm nhuần mầm bồ đề của tất cả chúng sinh, khiến cho lớn lên kết trái bồ đề. 58. Bồ Tát Tối Thắng Tràng. Ngài tối thủ thắng tối trang nghiêm giống như lưới la tràng, khiến cho tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. 59. Bồ Tát Phổ Trang Nghiêm. Ngài trang nghiêm khắp cùng, khiến cho tất cả chúng sinh thành Phật. 60. Bồ Tát Trí Nhãn. Ngài có mắt trí huệ, khéo phân biệt thị phi, biện rõ trắng đen, tuyệt đối không điền đảo.
61. Bồ Tát Pháp Nhãn, Ngài thông đạt được tất cả các pháp thời tướng, minh bạch tất cả các pháp. 62. Bồ Tát Huệ Vần, trí huệ của Ngài giống như mây trắng, đầy khắp tất cả mọi nơi. 63. Bồ Tát Tổng Trì Vương, Ngài hay tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. 64. Bồ Tát Vô Trụ Nguyện, nguyện lực của Ngài vô trụ, vô sở bất trụ, do đó tận hư không khắp pháp giới. 65. Bồ Tát Trí Tạng, Ngài có trí huệ vô tận tạng, lấy không hết, dùng không cạn. 66. Bồ Tát Tâm Vương, Ngài có tâm vương trí huệ đối với đạo lý tám thức, thông đạt vô ngại. 67. Bồ Tát Nội Giác Huệ, ở trong tâm của Ngài thường giác ngộ, niệm niệm sinh ra trí huệ, niệm niệm giác ngộ. 68. Bồ Tát Trụ Phật Trí, Ngài hay trụ ở trong trí huệ của Phật, thấu hiểu nghĩa lý thật tướng của các pháp. 69. Bồ Tát Đà La Ni Dũng Kiện Lực, Ngài hay tổng trì dũng mãnh kiện toàn, có ba sức trí huệ này. 70. Bồ Tát Trì Địa Lực, Ngài trì trì địa cầu, khiến cho không chấn động, bảo hộ chúng sinh được an toàn. 71. Bồ Tát Diệu Nguyệt, Ngài có diệu trí huệ không thể nghĩ bàn, như mặt trăng sáng, ai ai cũng đều thấy được, ai ai cũng đều thọ được lợi ích. 72. Bồ Tát Tù Di Đỉnh, trí huệ của Ngài giống như đỉnh núi diệu cao, cao siêu đến cực điểm. 73. Bồ Tát Bảo Đỉnh, Ngài có trí huệ như bảo như đỉnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, học tập theo Ngài. 74. Bồ Tát Phổ Quang Chiếu, quang minh của Ngài chiếu khắp tất cả thế gian, chiếu phá tan ngu si của chúng sinh, thì trí huệ sẽ hiện tiền. 75. Bồ Tát Oai Đức Vương, Ngài có đại oai đức của ông vua, hay phá tà thuyết của thiên ma ngoại đạo. 76. Bồ Tát Trí Huệ Luân, Ngài dùng trí huệ luân để làm vũ khí, để tiêu diệt 10 đại ma quân. 77. Bồ Tát Đại Oai Đức, Ngài có sức đại oai đức khiến cho người thấy tự nhiên khởi kính, tâm khâm phục mà sinh tâm tín ngưỡng. 78. Bồ Tát Đại Long Tướng, Ngài thường thị hiện tướng rồng lớn, đầy khắp hư không khiến cho người thấy sinh tâm sợ hãi thì lập tức cải ác hướng thiện. 79. Bồ Tát Chất Trực Hạnh, Ngài dùng chất trực để tu hành, để giáo hóa chúng sinh, do đó tâm thẳng lẹ miệng, không quanh co, có thể nói tâm thẳng là đạo tràng. 80. Bồ Tát Bất Thối Chuyển, Ngài dũng mãnh hướng về trước, tinh tấn tu hành, gặp bất cứ sự đả kích phỉ báng, hủy nhục vân vân, tuyệt đối không thối chuyển Bồ Đề Tâm. Bồ Tát có 3 bất thối chuyển: 1. Niệm bất thối, 2. Hạnh bất thối, 3. Vị bất thối. Niệm bất thối trong mà bất cứ lúc nào cũng không thối chánh niệm mà tu tập pháp đại thừa. Hạnh bất thối, tu hành pháp lục độ đại thừa, không tu pháp tứ đế của tiểu thừa. Vị bất thối, Bồ Tát vị không thối lùi về nhị thừa vị, thủy chung là hành Bồ Tát đạo. 81. Bồ Tát Trí Pháp Tràng, Ngài hay y pháp tu hành, kiến pháp tràng lớn, thổi loa pháp lớn, truyền bánh xe pháp. 82. Bồ Tát Vô Vọng Thất, sự ký ức của Ngài đặc biệt rất mạnh, phàm là kinh nghe qua ta rồi vĩnh viễn không quên mất. 83. Bồ Tát Nhiếp Trừ Thú, Ngài hay nhiếp thọ tất cả chúng sinh trong đường ác, khiến cho họ được an vui. 84. Bồ Tát Bất Tư Nghỉ Quyết Định Huệ, Ngài có trí huệ quyết định không thể nghĩ bàn, hay biện rõ thị phi, phân biệt thiện ác. 85. Bồ Tát Du Hí Vô Biên Trí, Ngài thường thị hiện tam muội du hí, có đại trí huệ vô biên, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. 86. Bồ Tát Vô Tận Diệu Pháp Tạng, diệu pháp tạng của Ngài vô cùng vô tận, do đó dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương. 87. Bồ Tát Trí Nhật, trí huệ của Ngài như mặt trời, chiếu khắp mười phương, phá tan đen tối của chúng sinh, khiến cho tâm được thanh tịnh, quang minh. 88. Bồ Tát Pháp Nhật, pháp quang của Ngài giống như ánh sáng mặt trời, chiếu khắp đại địa, khiến cho vạn vật sinh trưởng, khiến cho chúng sinh sinh căn lành. 89. Bồ Tát Trí Tạng, trí huệ của Ngài giống như bảo tạng, đáng có thì có, bao quát hết thảy. 90. Bồ Tát Trí Trạch, trí huệ của Ngài giống như đại trạch, hay thấm nhuận tất cả cỏ cây ngũ cốc lợi ích chúng sinh. 91. Bồ Tát Phổ Kiến, Ngài hay chiếu thấy khắp tâm chúng sinh, ai khởi vọng tưởng, Ngài nhìn thì biết rõ, khiến cho bạn phát Bồ Đề Tâm. 92. Bồ Tát Bất Không Kiến, Ngài quan sát cơ duyên chúng sinh thành thục, dùng bốn pháp nhiếp để độ, ai chưa thành thục thì sẽ độ sau. 93. Bồ Tát Kim Cang Dũng, ý chí của Ngài rất kiên cố, một lòng cầu pháp, phàm là gặp được chánh hội đều dũng mãnh tham gia. 94. Bồ Tát Kim Cang Trí, trí huệ của Ngài kiên cố sắc bén như kim cang, hay phá tất cả tà thuyết. 95. Bồ Tát Kim Cang Diệm, quang minh của Ngài giống như lửa ngọn, chiếu tới những nơi đen tối thành ánh sáng. 96. Bồ Tát Kim Cang Huệ,
trí huệ của ngài giống như kim cang và bên ngoài không thể phá hoại được, lại biết pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã, biết pháp xuất thế là thường, lạc, ngã, tịnh. 97. Bồ Tát Phổ Nhãn, ngài có mắt trí huệ hay quan sát khắp tất cả cảnh giới, đều biết, đều thấy. 98. Bồ Tát Phật Nhật, ngài có trí huệ của Phật, do đó trí Phật như ngàn mặt trời, quang minh của Phật chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. 99. Bồ Tát Trì Phật Kim Cang Bí Mật Nghĩa, ngài hay thu trì pháp môn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và nghĩa lý bí mật. 100. Bồ Tát Phổ Nhãn, cảnh giới trí trang nghiêm, ngài có cảnh giới trí huệ thấy khắp và pháp nhãn trang nghiêm. Các vị đại Bồ Tát như vậy, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thuở xưa đều cùng với Tỷ Lô Giá Na Như Lai tu các hạnh căn lành. Các đại Bồ Tát như vậy, đồng nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thuở xưa các ngài đều cùng với Phật Tỷ Lô Giá Na tu tất cả hạnh căn lành của Bồ Tát. Tỷ Lô Giá Na dịch là biến nhất thiết xứ, khắp tất cả mọi nơi, ngài là thanh tịnh pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bất cứ ở tại nơi nào cũng đều có pháp thân của ngài ở đó, do đó tận hư không có pháp giới, cho nên nói vô tại, vô bất tại, vô sở bất tại. Bởi vậy nói chẳng có một chỗ nào mà có ngài ở đó, cũng chẳng có một chỗ nào mà chẳng có ngài ở đó. Tại sao? Vì ngài là cụ thể viên mãn, cho nên chẳng có chỗ nào mà chẳng có. Tỷ Lô Giá Na Phật ở tất cả mọi nơi, hoặc ở trên đầu bạn, hoặc ở trên thân bạn. Những gì bạn làm, ngài đều nhìn thấy rất rõ ràng. Bạn suy nghĩ gì, ngài đều thấu rõ. Do đó, trong bụng quanh co, thần minh biết trước. Trong bụng nghĩ gì, thần minh đều biết. Thần tất nhiên biết được, Phật lại càng biết. Cho nên chúng ta cử tâm động niệm, đâu chẳng phải là tội, đâu chẳng phải là nghiệp. Khởi vọng tưởng tốt thì có nghiệp thiện, khởi vọng tưởng xấu thì có nghiệp ác. Nghiệp bao quát thiện ác hai thứ, tội chỉ là nghiệp ác mà chẳng tạo nghiệp thiện. Chúng ta đang cùng nhau nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, đây là căn lành đã gieo trong quá khứ. Tuy nhiên quốc tịch khác nhau, chủng tộc khác nhau, nhưng mọi người có duyên cùng nhau tu hành với nhau. Đây là tiền nhân hậu quả, phải cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau thảo luận, không thể chướng ngại nhau, không thể đố kỵ nhau, phải y giáo phụng hành, phải y pháp tu hành. Hiện tại giảng kinh thuyết pháp, người minh bạch nhiều thì đắc được nhiều lợi ích một chút, người minh bạch ít thì đắc được lợi ích ít một chút, tóm lại đều đắc được lợi ích. Dù là trẻ con ở trong Phật đường, tuy không hiểu Phật pháp, nhưng cũng gieo xuống căn lành tài bồi phước huệ. Phàm là nơi có pháp sư giảng kinh thuyết pháp ở trong phạm vi khả năng, nên cố gắng đến nghe pháp, vì nghe pháp không những khai mở trí huệ mà còn có vô lượng công đức.